gặp lại các bạn trong chương trình Thế giới trong mắt trẻ thơ. Nóng lên và cái báo. Trong đôi mắt trẻ thơ, thế giới xung quanh luôn chứa đựng thật nhiều điều bí ẩn. Đến với chương trình, các bạn sẽ được cập nhật những thông tin dành riêng cho lứa tuổi của chúng mình. Những chuyến đi sẽ giúp các bạn khám phá thế giới xung quanh. Hy vọng thế giới trong mắt trẻ thơ sẽ luôn là người bạn thân thiết và đồng hành cùng các bạn nhỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 đến 20 giờ thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTC9. Let's Việt.